Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn, gồm có phóng sự xe hơi mới và phỏng vấn nhà văn Cung Thị Lan tại hội Tết Maryland 2020. Và để mở đầu, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phóng sự Auto Show 2020 với Nguyễn Phú Quý và Võ Thành Nhân. Nội dung giới thiệu xe Toyota RAV4. Kính chào quý vị đến với chương trình kỹ nghệ xe hơi. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái tài liệu về một chiếc xe Toyota. Mà chiếc xe này nó có một cái chỉ số là bán chạy nhất trong tất cả những chiếc xe Toyota mà chúng ta được biết. Thông thường thì người Việt Nam với chúng ta thường chạy xe Nhật. Toyota cũng là một trong những brand name. Do đó nên khi mà chúng tôi cùng với anh Nguyễn Phú Quý đi thăm cái khuôn viên của Convention Center của cái ngày nó gọi là ngày hội ô tô, tức là ngày có những chiếc xe mới, mà nơi đó thì cũng thành thật mà nói thì chúng tôi đi tìm những cái option, những cái feature, tức là có những cái mà người ta gọi là những cái phát minh mới trên một chiếc xe. Thì những cái mà đầu tiên mà chúng tôi định nhìn thấy là từ những chiếc xe minivan giống như là chiếc Sienna đó, nó có những cái chiếc ghế mà nó có thể giúp cho chúng ta, nếu mà trường hợp ở nhà chúng ta có những người lớn tuổi, hoàn cảnh đi đứng khó khăn, thì chúng ta có thể mua những cái loại xe mà có những cái feature là chiếc ghế nó có thể đưa ra ngoài, rồi cái người nhà chúng ta có thể ngồi lên và nó kéo lên để mà chúng ta có được cái người, chúng ta có thể đưa người nhà mình đi tới lui mà dễ dàng chứ không có khó khăn giống như ngày xưa. Hoặc là chúng ta không cần phải mở chiếc xe ra để mà đẩy cái wheelchair lên. Do đó nên chúng tôi có một cái cảm nhận là Toyota năm nay có nhiều điều mới lạ. Và sau đó thì chúng tôi phát giác được chiếc xe Mirai. Thì chiếc xe Mirai là cũng một những chiếc xe mà nó chạy bằng hydrogen. Và chiếc xe này thì chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý có làm một cái document rất là kỹ để mà giúp, để mà phổ biến cho quý đồng hương biết được có những chiếc xe thay vì chỉ chạy bằng điện không, hoặc là chạy vừa điện vừa xăng, thì chiếc này chạy bằng hydrogen. Và chiếc xe này hiện nay thì chúng tôi được biết rằng là giá thành cũng không có rẻ, khoảng 58.000 một chiếc. Nhưng mà trong tương lai có lẽ là vì vấn đề bảo vệ môi sinh, vì vấn đề môi trường, hoặc là tiện nhất là chúng ta có nhiều cái trạm để mà chúng ta recharge được cái hydrogen đó. Tốn chỉ có 5 phút mà thôi, nhưng mà hiện nay tại vùng miền Đông Hoa Kỳ hoặc là vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn chúng ta không có được những cái điều kiện như vậy. Do đó nên chiếc xe này trong tương lai nó mới được phổ biến nhiều hơn. Nhưng mà trong lúc mà để chờ có một chiếc xe mà được chạy bằng hydrogen như vậy á, thì chúng tôi có ghi nhận cái chiếc xe RAV4. Khi mà chúng tôi nhìn thấy chiếc xe RAV4 thì chúng tôi nói với anh Quý liền, cái chiếc xe RAV4 này nếu mà con em của chúng ta, có những gia đình của chúng ta có những con em mà mới ra trường, hay là những con em mà bắt đầu có những cái việc làm khi mà một thời gian các em đi học á, thì chiếc RAV4 này nói về vấn đề budget á, thì nó cũng rất là tốt. Và nói về vấn đề mà cái chiều dài và chiều ngang chiếc xe, cái wheelbase của nó và cái chassis của nó đó, thì nó giúp cho chiếc xe chạy rất là đầm. Hơn thế nữa đó, thì chúng tôi có một cái ghi nhận là chiếc xe này bây giờ đó nó rộng và nó lớn hơn chiếc RAV4 ngày xưa, lớn hơn so với cái nhìn của tôi và lớn hơn với lại cái physical appearance của nó, có nghĩa là cái bộ dạng của nó cũng lớn hơn. Và khi mà nhìn thấy cái chiếc xe này ấy, chúng tôi thấy rằng nó có một cái bề thế và có cái nét đẹp giống như những chiếc xe Lexus mà giá rất là mắc tiền. Trong khi đó gia đình chúng ta thì có thể có những cái món tiền để cho con em chúng ta, nhất là những cái đứa mà con của chúng ta nó mới có chiếc xe đầu tiên mà để chạy đó, thì chiếc xe này nó có đủ những cái chúng tôi có những cái option, những cái feature mà phụ huynh có lẽ rất là hài lòng với lại chiếc xe như vậy, cho con em mình có thể vừa đi làm, vừa đi cắm trại, hoặc là vừa chạy lên những cái đồi núi để mà các em có thể challenge với lại những cái outdoor activity, có nghĩa là đi làm những cái cuộc hành trình mà chúng ta gọi là đi thám du. Thì sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi anh Nguyễn Phú Quý có những cái lời giới thiệu về chiếc xe này. Nhưng mà đặc biệt là chúng tôi có một chiếc xe mà có lẽ là trong cái buổi mà chúng tôi đi thăm nó không có chiếc xe đó, tức là chiếc xe RAV4 mà nó gọi là Ram, có nghĩa là nó có một cái vận tốc chạy rất là lẹ, từ 0 cho tới 60 mph một giờ, nó khoảng, chúng tôi nghĩ là khoảng 5.8 second đó, tức là không thua về một chiếc xe khác. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi những lời giới thiệu của anh Nguyễn Phú Quý về một chiếc xe RAV4 mới của một cái generation rất là mới. Phía sau chúng tôi là chiếc Toyota RAV4 của cái thế hệ thứ năm, có nghĩa là fifth generation. Thì chiếc RAV4 là cái chiếc SUV mà bán chạy nhất của Toyota, là cái số lượng bán nó còn cao hơn cả cái Toyota Camry.
Thì sau 5 cái thế hệ thì bây giờ Toyota đã bắt đầu làm cho cái chiếc RAV4 nó to hơn và nó chở được nhiều hàng hơn ở phía sau, và cái chỗ ngồi, cái người ngồi, hành khách ngồi ở giữa đó thì có nhiều chỗ để chân hơn, và ra đi đi đường xa nó cũng rất tiện, mà đi trong thành phố thì không có to lắm thì nó dễ đậu xe. Chiếc nào cạnh tranh với chiếc này? Những cái chiếc mà cạnh tranh, những cái chiếc RAV4 là những chiếc Honda CR-V, những chiếc Hyundai Sonata, rồi những chiếc Hyundai mà SUV mà nhỏ, rồi những cái chiếc Nissan Rogue, hay là những cái chiếc mà gọi là Ford Escape này kia. Thành ra nó cũng, nhưng mà Toyota có tiếng là bền, thành ra cái số lượng của RAV4 bán là chạy nhất trong những cái kiểu xe của Toyota đang bán hiện nay trên thị trường của Mỹ. Nhưng mà giá của nó hiện đang thấp. Giá của RAV4 thì nó giữ rất là thấp, là từ 20 mấy ngàn cho tới không có quá 30 mấy ngàn, là nghĩa là những cái chiếc mà cũng đủ mà xài hàng ngày đó thì có khoảng 25 26 ngàn. Nhưng mà những chiếc mà đắt tiền hơn có thể 30 mấy gần 40 ngàn. Những cái feature mà vấn đề an toàn của nó cũng giống như thế. Cái chiếc RAV4 được chính phủ Mỹ hay là những cái cơ quan mà chuyên môn nói về safety, với vấn đề an toàn đó, thì nó rất là an toàn đối với người hành khách của mình. Chiếc Toyota RAV4 của cái thế hệ thứ năm này có nhiều cái bộ phận rất là tiện cho những người trẻ và những người có gia đình trẻ. Thì trong đó thì những cái Bluetooth, khi mình xài cái phone hay là mình nghe nhạc đó thì không có phải gắn vào xe và đi, nó cũng tiện, là tại vì có nhiều cái bộ phận nó rất là tiện cho cái người sử dụng xe, nhất là những cái tiểu bang mà nó cấm không được cầm cái phone. Thì bây giờ những người trẻ người ta nghe nhạc, người ta nghe từ cái phone người ta nghe ra, thành ra nó rất là tiện. Và cái xe mặc dù nó chỉ có 4 máy thôi, cái máy là 2.5 lít, nhưng mà nó tới 203 horsepower, có nghĩa là tiếng Việt của nó là 203 ngựa đó. Thì cái vấn đề mà đỡ tốn xăng đó, nó chạy trên xa lộ cũng khoảng 35 mai một galon, thành ra cái đó đi nó được. Cái suspension của nó? Dạ, cái suspension nó gọi là multi-link, có nghĩa là khi mình chở đồ nặng đó thì nó đầm hơn, mà khi mà nó đi mà nó dằn á, nó không có dằn mà nó dằn nguyên một cái cầu phía sau lên, nó dằn mỗi bên, nó gọi là independent, nó dằn riêng, là ra cái xe mình ngồi đó mình dễ, không, mình dễ điều khiển nó hơn mà không có phải sợ mất. Cái này nó target cho cái consumer của nó là cái tuổi nào? Những cái chiếc xe mà RAV4, những cái người mà Toyota muốn chiếu cố là người ta muốn bán đó là những người từ 20 mấy tuổi tới 30 mấy tuổi, và cũng có những gia đình trẻ có hai con thì người ta thấy cái này tiện, nếu mà ở trong thành phố thì đậu xe cũng dễ, mà đi xa lộ đó, tại vì cái wheelbase, cái wheelbase nó dài, nó đi nó thoải mái mà nó không có bị dằn nhiều trên xa lộ. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là một cái bài tường thuật ngắn của anh Nguyễn Phú Quý về chiếc RAV4, và chúng tôi trong tương lai xin hẹn gặp lại quý vị vào những cái dịp khác. Có thể chúng tôi có một chiếc Lexus mới muốn giới thiệu đến quý vị. Chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốm đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.